Sách tay về được mười mấy con nha, thì lên ba con siêu to khổng lồ chứ. Này không tính tư nha, kẹt này là siêu VIP nha. Này cái nắm nhớt để qua ngoài kia nha, về kiểm tra sẵn quay luôn, mình chữa gắn nha, bình xăng nè, mà trắng như tờ giấy luôn nha. Xách tay nha, chứ không phải hàng bãi nha, hàng bãi không có con nào mà mới vậy nha. Con này không tính tư mang đâm nha, 122 cc, máy châu Âu nha, dành cho mấy thằng châu Âu nó xài. Bô nè, con số 2084 luôn này, made in Germany, máy Đức hết nè, tiền đẹp nè, bô đẹp nè, máy 95% hết nha, thiếu một cái thùng. 122 cc, 084, mang nùm này. Hai con này là con đã lên IC của 660 nha, cái tin 660 thì để cho nó không còn giảm tua nữa, để cho nó chạy hết công suất. Mà Việt Nam mình thì tua chậm, Việt Nam mình không thích thì ví dụ nó đang chạy 10.000 năm thì con cho nó lên 12.000 năm luôn nha, không còn giảm tua nữa. Mấy chú mà đang xài 084 á mà nó bị giảm tua mà ra cuối nó tăng tăng là gửi lên con nhận làm luôn nha. Làm cho mấy số chú IC bao xài nha, xài cực kỳ ngon nha. Nó đã mạnh rồi, thêm tua nó nhanh nữa thì thứ nào mà chịu nổi nha. Còn cuối cùng là con 880 nha, con này mới xách tay về luôn nha, bình xăng trắng tinh nha, con nào cũng vậy nha. Estin nha, địa chỉ của hàng thôn Ba Sở Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, số điện thoại 0376128789 nha. Ok, 084 nha, mang nùng như cái thùng hết nha. Xách tay về tận mười mấy con lần nha, lên cho mấy chú từ từ, 024, 036 đồ nha. Nhìn nó 084 nhìn đúng ngầu luôn. Ok, tem xanh tem vàng nha. Này tem xanh tem vàng là nó có nhiều dòng lắm nha, dòng này tem xanh hết nhưng mà nội dung của nó thì y chang nhau à. Này là không biết đọc nhưng mà nó y chang nhau. Ok.